Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Một người bạn mới của Nam Ngôn Farm ha. À, đây là một em chó rất là có duyên ha. Đây là một bạn nữ ha. Chó cái tên là Lucy, có cơ bắp sẵn, nếu mà gen tốt, da phả tốt sẽ đồ con lên chứ không phải tập luyện. Cái này là màu đen ha, nhưng mà cái đầu nó hình có màu choco luôn bạn, hơi đỏ đỏ lên nè. Bữa cũng một người em lại tặng cho mình mấy cái thịt, lát mình giới thiệu cho các bạn ăn, tụi nó ăn cũng sang lắm. Có một cái cơ duyên á các bạn, lúc đầu mình không có tính nuôi đâu, không có thời gian chăm sóc nuôi nữa, mà bán á thì cũng không muốn bán, mà coi như bé nó nhiều khi nó rơi vô tay cái người chăm sóc không tốt, hoặc là người cái mục đích sử dụng của người ta nó khác á, thì tội nghiệp bé nó. Những cái dòng chó khác mà gặp nó là cúm sợ liền. Boss boss đó, ông chủ coi tụi nó đầu nhảy lên nè, làm loạn. Hello, mình là Nam Ngô đây. Ít đất các bạn ơi. Ôi da. Anh em tụi mình hết đất với nhau chắc tháng này tháng thứ mấy rồi ta? Chắc tháng thứ 5 rồi quá. Phải không ta? Thứ 6 luôn rồi đó. Ok. Anh em có so sánh lại từ những ngày đầu tới ngày hôm nay là về mặt cơ bắp với sức khỏe là có tiến bộ không? 6 tháng bên nhau rồi, cũng tương đối ok rồi ha. Hello, mình là Nam Ngô đây. Ok các bạn, ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một người bạn mới của Nam Ngô Farm ha. Lucy. Lucy. À, đây là một em chó rất là có duyên ha. Đây. Rất là dễ thương. Đây là một bạn nữ ha. Chó cái tên là Lucy. Đây là dòng bully ha các bạn. Thì có một số người sẽ lẫn lộn giữa bully với pitbull. Cái con mà mọi người mà đọc báo mà thấy là nó hay cắn người và nó cắn rất là ác á, hung dữ á, nói chung là những cái con đó là tâm lý nó không có ổn định, nó hay cắn sản, thì rất là không nên nuôi ha, rất là nguy hiểm, biết bao nhiêu là cái vụ tai nạn tan thương rồi. À, còn đây là dòng mà đó là dòng pitbull ha, dữ là pitbull. Còn dòng này là dòng bully ha, rất là hiền, thân thiện với trẻ nhỏ, rất là dễ thương, không có sủa, rất là ít sủa ha. Bữa giờ về đây chắc đã được 10 ngày á, mà mình nghe sủa đâu được chắc chừng lần à, lần duy nhất à. Mà đặc biệt là rất là ngoan, rất là dễ thương. Mình thì không có chủ định nuôi chó các bạn. Xung quanh nhà mình á, chó thì nhiều lắm, chắc cũng hay 20 con á. Thì mình cũng thương chó chứ không phải là không thương. Nhưng mà ngày xưa thì nuôi chó, sau này tập trung qua bò sát. Còn chó thì mấy bạn nó ở vòng vòng nhà, phụ giúp coi chừng nhà. Đó, thì có một cái cơ duyên là Quy, anh em thân thuộc gọi là Quy bánh mì á, Quy Cần Thơ. Đó. Thì bận bịu công việc, đây là con cưng của Quy nè. Nhiều người hỏi mua nhưng mà Quy nó không bán. Nó chỉ tặng cho người nào mà nó cảm nhận là có tâm chăm sóc bé nó. Để lâu lâu Quy nó lên thăm. Thì thật sự lúc đầu mình cũng không có tính nhận các bạn. Tại vì hôm bữa mình có làm clip chia sẻ với các bạn là năm cái loài vật mà ảnh hưởng khi mà chúng ta nuôi iguana. Thì đôi khi con chó nó sẽ làm cho những con chó mà nó lý lắc quá đó, thì giống như chó Phú Quốc á, là nó sẽ rất là hung ha. Nó cái bản năng về săn mồi của nó rất là mạnh, đâm ra là nhiều khi nó sẽ vờn tụi igu, nó hoảng, nó chạy, nó tông chuồng. Cái thứ hai nữa là con chó Phú Quốc thì nó đào bới đầu ghê lắm. Rồi ví dụ igu mà sổng ra ngoài nó dí nó cắn luôn. Thì cái đó là cái bản năng của tụi Phú Quốc, nó rất là giỏi trong cái chuyện đó. Thì lúc đầu mình không có tính nhận nuôi Lucy, tại vì mình sợ nó phá, nhiều khi nó đào hang, đào cây, hoặc là nó hù mấy igu. Nhưng mà thấy cái bạn Lucy thì rất là hiền. Quy nói không anh ơi, nó đầm lắm, nó ngoan dữ lắm, thân thuộc với trẻ con, rồi nó ngoan, nó nằm im re, không có sủa, không có gì hết trơn á. Mình thấy vậy, mình thấy thương quá, thôi mình nhận nuôi luôn. Đây các bạn, đứng quay bên này nè, sẽ thấy nó đồ, rất là đồ. Đây là bạn chó cái ha, nhưng mà cơ bắp rất là đô luôn. Đó, đứng cái tướng à. Thì cái dòng chó này các bạn, ngày xưa đó, thì mình cứ nghĩ là những cái cơ bắp này là do vấn đề tập luyện không à. Là do phải chạy nè, bơi nè, các kiểu. Tại vì mình cũng có coi những clip của những người nuôi bên Mỹ. Người ta lúc đó người ta huấn luyện đồ, nó bơi lội, đồ, nó chạy, đồ này nọ ghê lắm. Nhưng mà lúc đó mình cũng lộn ha, lúc đó mình coi là người ta huấn luyện con pitbull.
chứ không phải là con bun ly này. Nhưng mà mình cũng có sự nhầm lẫn, tại vì mình cũng là không phải là dân trong nghề nuôi chó, không có rành nhiều cái dòng chó, cho nên là mình cứ nghĩ là những cái cơ bắp này nó xuất phát từ cái việc tập luyện. Nhưng mà sau này hỏi thăm những anh em chuyên nghiệp, ví dụ như anh Hoài Dương đồ thì anh chỉ cho mình là cái giống chó này, cái bộ gen nó là vậy, nó ra là nó sẽ có cơ bắp sẵn. Nếu mà gen tốt, da phả tốt thì nó có cơ bắp sẵn, là chúng ta chỉ cho ăn uống thôi, ăn uống là nó sẽ đô con lên chứ không phải tập luyện. Thì tụi này đúng là dòng chó kiển luôn các bạn, nó cũng không có nhiều sức khỏe để mà nó chạy nhảy đâu, đó, vận động đâu. Thậm chí là nếu mà anh em nuôi kỹ á, nuôi cho khỏe, anh em nuôi máy lạnh nữa, nuôi phòng mát. Nhưng mà Lucy này á, Quy nói là cái gì đó, từ nhỏ là đã được nuôi coi như là ngoài trời luôn rồi, cho nên là nó thuần với cái hậu này được ok. Chứ gặp con khác mà về mà không có quen mà nuôi trời nóng quá, nhiều khi nó bị sốc nhiệt. Ngoan. Cái này là màu đen ha, nhưng mà cái đầu nó hình có màu choco luôn bạn, hơi đỏ đỏ lên nè. Hơi đỏ đỏ lên. Dễ thương. Từ từ anh sẽ tìm hiểu thêm nha. Nè các bạn, cái này là cái răng nó mòn hết luôn rồi. Mình cũng không biết nữa, bữa cũng một người em lại tặng cho mình mấy cái thịt, lát mình giới thiệu cho các bạn ăn, tụi nó ăn cũng sang lắm. Thì anh em nào mà muốn mua cái đồ ăn, những cái thịt đồ này đỏ các thứ đó, cho nó đó, thì mình sẽ giới thiệu một cái bạn ha, chuyên về cái dòng thịt này. Đây là lúc trước Quy thì chắc là nuôi trong cái, nói chung nó ngứa găng đó, nó cạp mấy cái chuồng inox đồ này nọ, găng nó mòn hết trơn rồi các bạn. Thì cái găng này từ từ nó sẽ mọc lên lại ha, đó, cắn nó mòn hết rồi. Đây là cho cái nè, biết mấy lứa. Bữa anh cũng quên hỏi mày gái mấy đời chồng rồi, để tao hỏi chủ cũ mày coi. Bị gì xì ống nước hả anh ấy? Bây giờ mình sẽ gọi cho Quy Bánh Mì, chủ cũ của Lucy, để mình hỏi coi. Đây Nguyễn Trường Quy, nghe giọng nhớ không con? Nghe giọng anh Quy nhớ không? Rất là ngoan luôn các bạn. Ở đây thì giờ mình cho bé nó, mình nuôi thả rong luôn, thả rong trong cái khuôn viên của Nam Ngọc Farm luôn, cho nó được vận động nhiều hơn, chạy tới chạy lui. Đây là đồ ăn của bé nó nè, này là thịt bò sống ha. Nhưng mà do là cái răng của nó bị mòn rồi, nó ăn không có được ok. Alo, ủa em Lucy đẻ mấy lứa rồi ta? Tôi nói là chỉ đẻ có một lần duy nhất à? Mới đẻ có một lần duy nhất hả? Đồng nghiệp em không cho đẻ nữa. Ủa mà nó được mấy tuổi ta Lucy nè? Lucy hình như năm nay là được gần năm ba đầu năm nay là bằng năm thứ tư hả? Năm thứ tư hả? Năm nay năm thứ tư rồi hả? Đúng rồi, mới năm thứ tư rồi. Mới đẻ con lứa. Ủa lứa đó đẻ được mấy bé? Sáu bé hả? Em còn giữ con của nó lại tới giờ luôn nè, là cái con mà nâu nâu mà cái đầu bự bình kia đó. Ok, đang cho em nó lên sóng nè, thấy dễ cưng quá, đang cho lên sóng. Ủa đây có khói không anh? Hả? Đây có khói không? Anh để anh tính, chắc cũng cho phối, bữa thấy nó rớt máu. Bữa nó rớt máu thì máu nó còn đậm quá, thì hỏi mấy anh em nói đợi khoảng 3-4 ngày nữa cho cái máu nó lợt lại. Thì lúc đó là phải đi test máu hả ta? Mình muốn test thì test, còn hồi xưa em phối là em chơi truyền thống, em canh ngày từ ngày đầu tới ngày thứ 9 là em phối 2 lần là đậu đó. Phối 2 lần là đậu hả? Em chơi truyền thống, em canh ngày thôi. Còn bây giờ thì em không biết sao, đây nó có công nghệ, đợt này mình không có biết nó rớt từ lúc nào. Mà như em nghĩ chơi chắc nó hút ngày rồi. Thì anh cũng gành nữa thôi, có gì nếu mà quyết tâm cho bé nó có bầu thì chắc phải test máu luôn cho nó gọn. Dạ còn không thì em nghĩ là mày chắc hút ngày vậy đó. Tại vì từ lúc em đem lên anh là nó rớt máu với em mấy ngày rồi. Ủa rớt máu với em mấy ngày hả? Đúng rồi, hút. Nó hút ngày rồi. Hút ngày là coi như là chuyến này làm được rồi. Mình bỏ chu kỳ đi, mình dưỡng cho nó sung lên, đợt sau mình phối tỷ lệ con đậu cao hơn nữa. Đúng rồi ha. Thôi đợt này cho nó nghỉ ngơi đi, nó mới về nhà mới mà đúng không? Đúng rồi. Mới về nhà mới thôi cho nó nghỉ. Ủa đợt sau là nó khoảng bao lâu nữa? Sáu nửa năm à, 6 tháng lên lần. 6 tháng lên lần hả? Rồi vẫn còn kịp chứ gì?
mới năm thứ tư mà. Đấy, con chó bình thường người ta nuôi chạy mà chó lớn là khoảng năm thứ hai thứ ba mới bắt đầu cho phối. À. Chứ là người ta đã làm sức khỏe con chó cái, còn mấy thằng kinh tế Việt Nam mình tôi 6 tháng nó đẻ rồi. Chửi thề quá, đang lên clip chửi thề quá. Ok em, ủa con Lucy này hôm bữa là ngoài mấy cái thịt thà rồi nó ăn cái gì nữa ta? Nó ăn khoai lang rồi đó. À khoai lang rồi. Khoai lang bí đỏ luộc ha, tốt cho đường ruột ha. Sữa chua cũng được nữa, nó cũng khoái lắm. Ok ok. Anh đã sữa chua là trời nóng nóng nó chép bẹp bẹp liền à. Sữa chua Vinamilk đó ha, mua nguyên hũ á hả? À, nguyên hũ sữa đặc chứ anh đổ cái bẹp cho là nó uống hết trơn à, nó mê cái đó lắm. À ok, rồi lát anh sẽ mua sữa chua cho mày ăn. Rồi. Rồi để em đi giao bên về vậy đó. Ok ok em, rồi thank you nha. Rồi rồi rồi. Có một cái cơ duyên đó các bạn. Lúc đầu mình không có tính nuôi đâu, mà mình thứ nhất là nghe Huy nó nói là anh ơi nuôi giùm em đi. Tại các bạn biết là khi mình nuôi chó là những bạn chủ rất là thương ha, không có muốn chia rời đâu. Thì Huy nó có công việc riêng thì nó không có thời gian chăm sóc nuôi nữa, mà bán thì cũng không muốn bán. Nếu đúng ra là bán lấy tiền đồ này nọ các thứ theo anh thông thường á, cho nó gọn á, thì nhiều người ta thương người ta không muốn bán các bạn, thà là người ta sẽ đi nhờ giả năn nỉ những người nào mà có tâm để người ta nuôi bé nó cho nó tốt, chứ còn bây giờ bán cho người khác á, thì coi như là không được bao nhiêu tiền, mà coi như bé nó nhiều khi nó rơi vô tay cái người chăm sóc không tốt, hoặc là người cái mục đích sử dụng của người ta nó khác á, thì tội nghiệp bé nó. Cho nên là mình thấy được cái tình cảm của Quy bánh mì như vậy mình mới chọn nuôi ha. Rồi bé nó tính cách nó cũng ngoan nữa, nó ở xung quanh khu vực này nè, ở xung quanh cái nhà ngói này nó ngồi uống cà phê chung với mình luôn, mà cũng khôn, đi tiểu đi đái đồ là đi ra khu vực xa đi không à, chứ không có chơi bày hậy đây. Dễ thương lắm, ngoan lắm. Thì cái chồng chó này á các bạn, là đặc biệt là cái tạng của nó, là cái khung của nó, cái cơ bắp của nó là nó tự có ha, chứ không phải những cái cơ bắp này nó không có đến từ cái việc tập luyện. Lúc đầu là mình hiểu lầm, mình tưởng là do nó phải tập luyện bơi lội chạy nhảy đâu ghê lắm nó mới được như vậy, nhưng không phải ha. Eo rất là thon nè, và cơ bắp cái này nè. Nhưng mà thật ra trong cái dòng bully á, con bé Lucy này thì nó cũng thuộc dạng dòng thường thôi đó, nó thuộc dạng gọi là thường thôi. À, nó đặc biệt hơn những cái con chó khác thôi. Nhưng mà các bạn nhìn những cái con chó mà thuộc dạng dòng bully mà theo cái chơi cái cơ bắp mà kiểu này á, mà nhìn những con chó đẳng cấp của anh Hòa hoặc là những người khác mà người ta có sự đầu tư đồ này nọ, các bạn nhìn còn khủng hơn nữa. Và theo mình tìm hiểu các bạn, cái dòng chó này á, nó cũng giống, nó cũng sao ta, nó cũng thuộc dạng lai tạo. Chó này theo mình biết á, là do đục lai tạo, do thiết kế ha, con người mình thiết kế ra cái này, chứ còn thuần chủng gốc của nó thì nó không có dòng chó này, mà do người chơi á, người ta chọn lọc và người ta lai tạo chắc lọc lại. Chính vì vậy á, mà nó cũng có nhiều cái gọi là cái gì ta, có nghĩa là nó chơi mỗi một năm á, mỗi một năm hoặc là hai năm gì đó đại loại. Cái này mình không phải dân chuyên chó ha, mình chỉ ngồi cà phê rồi nghe những anh em mà chuyên về chó người ta kể lại thôi, cho nên là mình cũng kể lại cho các bạn nghe những cái mình nắm. Thì có những cái thông tin gì đó nhầm lẫn thì anh em chuyên nghiệp cũng thông cảm ha, có thể nhắc mình để cho mình hiểu cho đúng. Thì mỗi năm hay hai năm vậy, nói chung là cái gu của người chơi á, cái dòng con chó này á, ngày càng nó được cải tiến lên tùy theo cái sở thích của người chơi. Ví dụ như con này mình thấy hình như nó cũng hơi bự con nè, bây giờ nó là có dòng exotic bully, nó nhỏ con hơn, chân nó lùn hơn nữa các bạn. Hôm bữa mình có qua bên chỗ của anh Hòa Dương, anh Hòa Dương có chỉ cho mình coi mấy con các bạn nhớ không? Nhớ clip cũ đâu. Thì nó nhỏ con hơn, chân nó lùn hơn ha. Mình nhớ là anh nói cái khoảng cách từ sàn cho tới cái vai này á là bao nhiêu cm á, mình quên rồi. Hình như là vừa bằng một chai nước suối hay gì, hay là một gang tay, đúng rồi, hình như một gang tay à, là hết rồi. Đó, thì cái dòng của nó càng được nâng cấp luôn. À, ngày xưa cái con bully này nó bự con hơn, cái dòng cũ hình như là cái mỏ nó dài hơn nè ha, rồi cao bự con hơn, rồi càng ngày người ta chọn lọc á, ra nó càng ngắn lại, cái mũi này nó ngắn lại, rồi chân nó thấp lại đó. Rồi cũng có nhiều cái
Kỳ mình cũng có đọc bài báo mà cái dòng chó bất á, nói chung là có nhiều khi cái thẩm mỹ, cái gu của người chơi nó làm cho con bé nó không có được khỏe. Kỳ đó mình đọc cái dòng chó bất á, thì do người ta chuộng cái dòng mũi ngắn. Lúc trước con bất nó mũi nó cũng hơi dài dài ra, nó nhô ra. Thì sau này người chơi người ta chuộng cái dòng mũi ngắn, cho nên là khi mà sinh sản ra người ta cứ chọn những cái con mũi ngắn rồi người ta lai tạo để giữ cái gen đó, cho nên cái giống chó bất bây giờ cái mũi rất là ngắn. Mà các bạn biết là cái mũi ngắn như vậy á, thì cái đường thở của nó sẽ rất là nhỏ hẹp, thì nó làm cho bé nó khó thở hơn ha. Đó. Thì đôi khi nó cũng không có, nói chung là đẹp về mặt thẩm mỹ nhưng mà nó sẽ không có tốt về mặt sức khỏe. Đó. Mình hôm bữa nó về nhà mình là nó rớt máu luôn các bạn. Cái này chó cái mà. Về nó rớt máu luôn. Thì mình cũng tính cho bé nó Huy nó dặn mình là cho bé nó đẻ thêm một lứa nữa thôi rồi nghỉ. Đó, thì mình cũng tính cho nó sinh sản thử rồi sao, tại thấy nó đang rớt máu. Nhưng mà bây giờ chắc mình đợi khoảng 6 tháng sau đi, nó lên cái chu kỳ mới mình sẽ cho làm, tại vì bé nó mới về nhà mới thì nó chưa quen nhà quen cảnh, rồi nó cũng sức khỏe nó cũng chưa tốt, chưa tự tin, thì nó việc mang bầu nó cũng không có tốt lắm, không có tốt cho cả mẹ dẫn con luôn. Cho nên thôi dưỡng ha, 6 tháng sau làm bầy con chơi trải nghiệm. Nuôi cái này các bạn, nó các bạn muốn làm ra một cái con chó đẹp á, thì nó thứ nhất là cha mẹ phải đẹp, rồi nó có cái da phả. Nhưng mà cha mẹ đẹp á, nó không phải là điều kiện tiên quyết nữa các bạn. Theo mình nghe anh em nói lại á, là con chó nó phải có da phả ha, da phả bên ngoại như thế nào, bên nội như thế nào, bên ngoại có những con gọi là siêu phẩm hay không, bên nội có những con siêu phẩm hay không đó, thì nó có cái tờ giấy chứng nhận của nó, giấy xác nhận đời cha, đời ông ngoại, ông nội gì tùm lum tà la. Thì cái người chơi chuyên nghiệp á, người ta sẽ săn lùng tuyển chọn những con chó mà nó có cái da phả nó xịn sò vậy, để người ta đem về người ta làm giống, để người ta lấy những cái di truyền, những cái điểm đẹp đó lại ha. Thì một con chó mà có cái bộ gen xịn chuẩn á, nó sẽ cho ra cái bầy con nó có bộ khung. Nhiều con chó baby mình thấy bên chỗ của anh Hòa đồ á, mới đẻ ra baby thôi mà đã xô đồ rất là bự, rất là ngầu. Rồi lớn lên là cho ăn, cho uống, dinh dưỡng đồ vô là nó sẽ bung hết cái tố chất của nó ra ha. Này chó này là chó cũng khó chịu nhà giàu nha các bạn. Thứ nhất là để cho cơ bắp nó phát triển thì nó phải ăn nhiều đạm. Đó, các bạn nghe nãy mình nói chuyện với lại Huy á, chủ cũ của nó, thì là ăn thịt nè. Và nó ăn, Huy nó nói là tụi chó này nó ăn thịt sống sẽ tốt hơn. Thì cái này mình cũng có đọc, nó ăn thịt sống sẽ ok cho nó hơn, tốt cho cái hệ tiêu hóa của nó hơn. Hà chứ một số người nói là, kể cả ba mình cũng hiểu lầm luôn. Bữa mình thấy cho mình ăn thịt sống, nó nói, ba mình nói là cho nó ăn thịt sống là nó sẽ làm cái bản năng hoang dã của nó dữ lên. Nhưng mà theo mình thì không phải, cái dòng chó này nó rất là hiền, nó rất là lành. Ha, và cái ăn cái thịt sống thì nó tốt cho cái hệ tiêu hóa của tụi này hơn. Đó, rồi nó ăn khoai lang nè, sữa chua nè, phô mai nè. Đó, thứ nhất là dinh dưỡng của các bé nó là nó cần cái nhu cầu dinh dưỡng cao để nó phát triển cơ bắp. Thì các bạn biết những cái thịt thà rồi sữa chua phô mai thì trong đó nó protein đồ, đạm đồ này nọ, nó sẽ giúp cơ bắp của nó phát triển. Cái thứ hai là cái việc giao phối của cái dòng này nó không có giống như chó thông thường. Thì các bạn thấy là chó thông thường thì nó leo lên, nó nhảy, nó giao phối, thì cái đó theo kiểu truyền thống. Còn cái dòng chó này á, thứ nhất là chân nó lùn quá rồi, cái thể lực của nó cũng không có được tốt. Cho nên là mình thấy anh em mà làm giao phối á, là canh con cái tới cái ngày nó rớt máu đó, thì mấy ngày sau đồ này nọ hay sao đó, thì anh em mới đi test. Hồi nãy anh Huy nói là anh Huy nó canh theo cái kiểu truyền thống, có nghĩa là rớt máu ngày thứ 9 là nó sẽ cho phối, nó sẽ bơm tinh vô. Còn kỹ thuật cao hơn chút xíu á, thì có những anh em làm dịch vụ á, là sẽ đem máu đi test. Máu chó, con chó cái đi test coi nó đúng cái ngày gọi là để mà tinh trùng nó vô chưa. Đó, sau khi mà đúng ngày rồi á, thì người ta sẽ lấy tinh của con đực ha, lấy tinh vô cái ống tiêm, và người ta tiêm vô con cái, bơm vô cái buồng trứng của con chó cái. Và tụi này đẻ cũng là đẻ mổ nha các bạn, không có đẻ thông thường được. Thì do cái đầu nó bự quá
do cái đầu của nó bự quá cho nên là đẻ thông thường rất là khó ha, và cái tụi này nó cũng không có sức nữa đó, cho nên là đẻ là sẽ đẻ mổ đó. Cho nên chó này là chó cũng nhà giàu ha, nhưng mà dễ thương, cái tính cách rất là dễ thương. Một trong những, mình cũng rất là thương chó, nhưng mà một trong những lý do mà mình không thích chó đó các bạn biết là cái gì? Đó là nó sủa ồn quá. Mình thì mình thích yên tĩnh. Mình mê bò sát ở cái chỗ là nó không phát ra tiếng ồn. Còn chó thì nó rất là dễ thương, nó rất là quyến luyến các bạn thấy không? Rất là dễ thương luôn. Nhưng mà nó bị một cái đặc điểm là thứ nhất là nó ồn, thứ hai là nó đổ lông. Thì ngày xưa lúc mà mình còn gọi là làm việc ở ngoài đường nhiều á, đi tiếp khách đồ này nọ thứ á, thì nhiều khi quần áo mà lụa là xong rồi dính lông chó đồ, đôi khi nó cũng khó chịu lắm. Còn giờ mình thành nông dân rồi các bạn, suốt ngày quần xà lỏn áo thun thôi, cho nên là lông chó không thành vấn đề. Rồi hai cái lỗ tai này là cái hai cái lỗ tai này là được phẫu thuật nha các bạn, được tiểu phẫu cắt từ lúc nhỏ ha. Cái lỗ tai đúng ra của nó hơi dài lâu xíu và nó cụp xuống đây, nó hơi cụp xuống vậy, nhìn nó không có được cái độ ngầu và nhìn nó hiền hơn. Cho nên là anh em chơi bun lì là thường phẫu thuật lúc nhỏ cái vành tai cho nó nhỏ lại. Đó. Hôm bữa có cái bạn kia nói là cái này mắt nó có cái cục gì mà mình quên mất tiêu rồi. Có nghĩa là thuộc dạng cũng xịn xịn á, chung cũng thuộc dạng khá đó, hàng khá đó. Thì bé này nó dạng như nó cũng nuôi ngoài trời này thần quen các bạn, thì nó cũng đỡ chút xíu. Còn những chó mà nuôi trong máy lạnh mát á thì nó tốt cho sức khỏe hơn, nhưng mà khi mình cho nó ra ngoài trời chơi á là nó nhiễu nhão nước miếng dữ lắm. Con này nó thuộc dạng đỡ. Thấy ghét. Giờ nó là thành viên Nam Ngô Farm luôn. Nó cứ thở phì phò suốt ngày. Nhưng mà sống rất là hòa đồng, tính anh này sống rất hòa đồng. Ở Nam Ngô Farm này các bạn thấy là ngoài Lucy ra nè, mình có vịt, có chim, có đồ, có này nọ, bồ câu, các thứ. Mà nó đi chơi vòng vòng, đồ này nọ, rất là hòa đồng với lại những người bạn khác ha. Còn những người bạn mà gọi là ma cũ ở Nam Ngô Farm thì nhìn nó cũng giận luôn. Mặc dù nó rất là hiền nhưng mà nhìn nó cũng giận. Không có dám cự nữ nè, xô bự nè, eo thon nè. Đó, eo thì thon, lưng võng, xô bự ra. Anh này đen hết, chỉ có khúc này có coi như lem miếng trắng vô đây thôi. Lông anh cũng mượt, dễ chịu. Không biết đuôi này có cắt không ta? Hình như đuôi này không biết có cắt không nè. Nó cũng hơi cong cong đây chút xíu. Mình nghĩ chắc cũng có cắt quá. Nói chung về chó thì mình gọi là biết sơ sơ thôi các bạn, chứ còn không có chơi chuyên sâu. Thì mỗi anh em chơi một vòng sẽ có cái sự chuyên sâu của nó, hiểu biết hơn, thì mình cứ học hỏi thôi. Nè các bạn nhìn ở đây cái màu của nó là, người ta gọi là màu này màu choco, nó hơi hơn đỏ nè. Ở bên đây là anh em chơi cũng lai tạo, nhìn ra những cái điểm đẹp và cũng phối màu các bạn. Nó con này có màu blue, màu choco, màu đủ thứ, màu lý lắc, nhiều cái tên cũng dễ thương đó. Có màu lý lắc, màu choco, blue. Bự. Buổi sáng á, nói chung là ở bên nhà mình là hai mươi mấy con là các bạn, nhưng mà mình không có thể nuôi chung Lucy với bên kia được. Tại vì tụi kia nó dữ lắm, mấy con chó Phú Quốc đồ này nọ nó rất là hung, nó giữ nhà. Mà mình cho con chó lạ vô á là tụi nó cắn Lucy á. Cho nên là mình rất là lo. Và mình cho Lucy nó ở bên trong Nam Ngô Farm này luôn. Đó. Nó nằm đây nó ngủ nè. Nằm đây nó ngủ luôn. Và ở đây thì nó được tự do thoải mái, được đi tới đi lui, được vận động nhiều hơn. Rất là dễ thương. Coi như là cũng gần vẫn sẽ tiếp tục thôi, tiếp tục xây dựng một cái ước mơ gọi là nông trại vui vẻ ha. Giờ là có bò sát, có chim, có vịt, có gà, có chó, đủ thứ hết rồi. Kiếm vài con dễ thương, có dê.
cái dòng mới á, là cái chân chỗ này nó thấp hơn các bạn ha. Bữa anh Hòa anh chỉ coi như từ dưới lên là một gang tay thôi, còn cái con này là thuộc dạng gầm cao rồi. Cái này giống như là đời cũ vậy các bạn. Chó này nó chơi á là nó cũng lên đời đủ hết trơn á, lên đời. Mỗi một năm mới người ta lai tạo ra cái dòng mới thì cái người chơi người ta cũng nâng cấp dòng lên đó. Theo mình thấy thì cái tuổi thọ cái dòng của cái đời á nha, chứ không phải là cái sự sống của con chó. Cái dòng đời của dòng chó này nó cũng nhanh các bạn, chừng 1-2 năm là nó ra cái form mới. Cái form mới có thể là lùn hơn, rồi đầu bự hơn các kiểu, hoặc là ra cái màu mới, đủ hết trơn á. Nói chung là nuôi bé nó một thời bữa giờ thì mình thấy cái tính cách của nó mình cũng thương á, cũng rất là thương. Thì mấy anh em mà bên chó nói chơi đi Nam, anh chỉ cho anh Hòa nó chơi đi Nam, anh chỉ cho. Nhưng mà giống như con chó thì với mình thì mình không có nhiều cái gọi là cái mộng mị cho cái việc lai tạo. Thì có thể là mình sẽ chơi với cái tinh thần yêu thương thôi, chứ mình sẽ không có gọi là giống như bên bò sát mà mình có nhiều cái mộng mị, mọi nhiều cái ước mơ cho nó. Thì mỗi người người ta có cái sự sâu đậm với một dòng nào đó thôi các bạn, dòng bét nào đó thôi, hoặc là một cái sở thích nào đó thôi, chứ chúng ta mà dàn trải quá chúng ta cũng làm không nổi. Tại vì cái con nào nó cũng có những cái kiến thức chuyên sâu của nó, phải hiểu nó mới làm được. Chứ còn tay ngang tay mơ vô á mà giống như người ta nói gì, thấy người ta gì có cái câu gì quên này, kiểu giác mai gì đó quên mất tiêu rồi. Cứ như thấy người ta làm được rồi mình cũng nào vô mình làm á, trong khi là mình chẳng có tìm hiểu hay là sự chuẩn bị gì hết thì nó cũng chẳng có kết quả gì đâu. Nó ăn một ngày có 1 cử thôi. Ở đây thì mình nghe nhiều người khuyên là cho ăn một ngày 1 cử thôi, ăn nhiều quá cũng không có tốt. Dễ thương. Chưa tắm nữa, bữa nào anh tắm. Nào tắm cho ha. Mới có con lứa mà thấy cũng sập sệ quá. Này nó núm vú đôi luôn ta. Mình nghe chủ cũ á kể anh này chị này cũng tiếu lắm. Chị rất là sạch sẽ, chị sợ dơ. Nó nói lần trước á đẻ bầy con của nó xong á, cái gì ta, con nó ỉa ra, ảnh nhìn thấy đống cứt của con ảnh ấy, ảnh sợ, ảnh chạy, ảnh kêu ảnh giật mình chạy luôn. Rồi con mình ỉa mà không lo lại chăm, thấy sợ. Xong rồi trời mưa mà trời gầm á, anh nằm anh rung 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 vậy nè, nhìn cái tướng bự sự vậy chứ còn yếu lắm, yếu đuối lắm. Phụ nữ tội nghiệp, ông gân mòn hết rồi nè, để cho ăn uống bổ sung rồi canxi rồi các thứ cho gân mọc lại. Nó nhiều khi mà nuôi chó không có không gian cho nó ở trong chuồng nhiều quá, bạn đầu nó buồn á, nó bị stress á, không có người chơi, không có cho nó chạy nhảy cứ trong cái chuồng nhỏ quá, đầu nó stress, đầu nó cạp riết mòn gân hết nè, mòn gân hết. Và nhiều bạn thì không có được coi như cái chuồng nhỏ quá cứ nằm hoài luôn, cho nên là cơ đầu nó teo cơ, nhiều con nó bị coi như yếu cái chân luôn, đi mà cà lết không à, chứ không có đi thẳng thớm rồi lên được. Hôm bữa lên mình thì ốm hơn, rồi bữa giờ ở đây là mình cho ăn thịt thà các kiểu đồ, nay nó mập lên. Đấy, mập lên tướng đô ngon lành. Ok các bạn, đây là một người bạn mới của Nam Ngô Farm ha. Để đi gần kia đi, mình giới thiệu cho các bạn đồ ăn của nó. Này bữa một người em người ta cung cấp cái sản phẩm này, đó là những cái thịt sống được chế biến từ gà cá. Rồi làm pate, thịt xay, thịt bò, thịt heo, nói chung là đủ loại. Lucy đi chơi không?
cho mày đi ra ngoài ăn vòng nè. Đi, đi ra đây. Lucy, 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 đi thử ra ăn vòng lớn. Ngoài nhà giờ này mấy con chó kia nhốt rồi. Đi con. Lucy, Lucy, đi ra đây. Đây là lần đầu tiên nó đi được đi ra khỏi cái khu vực chuồng chim của Nam Ngôn Farm nè. Đi. À, rồi ra đây. Đây con. À, hôm bữa mình đi quay hôm bữa ốp buôn lì bên bên chỗ anh Hòa Dương á, có gặp Hậu. Hậu cũng chia sẻ là cái con chó này nó có cái gọi là cái lực của nó, cái uy của nó rất là cao ha. Những cái dòng chó khác mà gặp nó là cúm sợ liền. Bởi vậy tụi này gọi nó là chó, hôm bữa gọi là cái gì ta? Hả? Boss, à, boss. À, ông chủ. Đi con. Rồi, coi coi. Coi tụi nó đầu nhảy lên nè. Làm loạn. Đây nữa nè. Đây đây. Lucy, Lucy. À, coi như là lần đầu được đi ra chơi cho nên ánh mắt rất là tò mò ha. Đi từ từ. Lucy, Lucy, Lucy. Sân cỏ này cho chạy nhảy là vô tư luôn. Trời chiều mình thả cái đám chó nhà mình ra nó chạy, các bạn nhìn không quẳng nó thôi luôn á. Nó chạy rồi nó thắng lết bánh rồi nó bo cua đổ làm thấy ghê lắm. Đi con. Lucy. Nãy ra là đánh dấu đánh thổ ngay trước cổng một cái rồi. Đánh dấu nữa kìa. Lucy, Lucy. Thử gì? Thôi để nó ở đây chơi đi, mình dẫn các bạn coi mấy cái thịt thà của nó nè. Giờ này mình dốt mấy con chó kia hết rồi cho nên là cũng an toàn. Lucy, Lucy. Coi có trái mít nào, bữa nào bổ mít ăn nữa. Hết mít rồi. Cái tủ đông này là dành riêng cho những cái đồ nấu cho mấy bạn cẩu à. Đây. Đồ ăn của chó. Ha, để đông vậy nè. Rồi mỗi lần cho ăn á, mình như con Lucy nó ăn là nửa cục giống vậy. Ha. Rồi cứ để thịt sống vậy là tự nó chơi luôn. Đó. Cũng rẻ các bạn. Cũng rẻ chứ không có mắc nha. Ví dụ một bịch này 10kg hôm bữa là mình mua nó đâu đó có nhiêu ta? 400 mấy 500 ngàn gì đó các bạn. Đó thì dành cho mấy bạn Kiki ăn. Cái này bự quá mình không có tiện khiêng ra. Đây các bạn, nguyên cái thùng xốp đủ thứ loại. Cái này là của một người em của mình làm ra để cung cấp cho anh em nuôi cái dòng chó bully. Cho nên là ai có nhu cầu sử dụng á thì liên hệ ha. Thức ăn dinh dưỡng cho bé nè, chim cút xay của Huỳnh Gia ha, Louis Huỳnh. Đó các bạn có số điện thoại cho anh em liên hệ.
À, Facebook Louis Huỳnh nha, bên Hóc Môn. Thì anh em có thể alo số điện thoại này, Huỳnh sẽ giao trực tiếp cho anh em. Thành phần ở trong đây là 95% chim cút, 5kg xương ức gà. Thì cái xương ức gà này ở trong đây nó sẽ cung cấp canxi rồi từ xương. Tại xương ức gà, xương sụn, xương mềm không à. Này đóng bảo quản không độ là gì đó, gọi là cấp đông cho nó đó các bạn. Thì chừng nào sử dụng thì mình rã đông thôi. Thì cái này các bạn có thể cho ăn trực tiếp, ăn sống. Hoặc là các bạn có thể chế biến, nấu lên. 6 tháng kể từ ngày sản xuất hàng sử dụng ha. Một cục như vậy là nửa ký đó các bạn. Đây, cái này là chim cút xay. Cái này gọi là cá ngừ rau củ. À, cá ngừ cộng với rau củ mix vô. Rồi còn cái gì nữa? Cái này là pate nè các bạn, nhưng mà cái này không có nhãn hiệu. Cái này pate, bữa mình cho nó ăn lần nó cũng khoái lắm. Này cũng chim cút xay luôn. Này là cá nguyên bản. À, phù hợp cho chó trên 3 tháng tuổi. Ủa này gà chứ lộn, gà. Gà nguyên bản. À, nói chung là heo, gà, bò, cá gì cũng có đó, cả thùng như nè. À, cứ để cho ăn thôi. Nói chung là nhìn thấy nó làm rất là sạch sẽ, rất là chuyên nghiệp như thế này, nhưng mà giá không có mắc ha các bạn ha. Giá cũng chấp nhận được. Thì nói chung là ai mà chơi cái dòng chó này thì phải chịu đầu tư. Ăn như vậy nó sẽ tốt cho cái cơ bắp của nó hơn. Nói chung nghề chơi mà. Chơi thì phải đầu tư. Chơi là mình giúp cho bé nó phát huy hết cái nét đẹp của nó. À, rồi gọi là nuôi cho nó sổ hết, bung hết cái tố chất của nó, cho nên là mình phải đầu tư về mặt dinh dưỡng các thứ. Thì mình có nói ngay từ đầu chó này chó nhà giàu mà. Thật ra ngay từ đầu mình cũng ngại chăm sóc nó là vậy. Con chó thì nó ăn uống nhiều, mình thì không có chuyên về bên mảng chó, đâm ra là mình cũng hơi ngại ngùng. Nhưng mà thấy nó dễ thương quá, thôi lỡ rồi chơi luôn, kệ có người bạn ngồi nói chuyện tâm sự. Tại vì bình thường nếu mà mình khúc sau này mình quyết định mình dấn thân mình đi quay nhiều á, để kết nối anh em rồi để giao lưu với mọi người nhiều á thì mình mới đi nhiều. Chứ còn bình thường là nếu mà không có việc gì phải đi ra đường thì mình cứ ngồi ở nhà mình chơi thôi các bạn. Đâu mất tiêu rồi. À, nó về quê rồi, nó về nhà nó rồi kìa. Bình thường thì mình cũng ngồi trong chuồng chim thôi, ngắm nhìn những cái con bé mình nuôi, chơi vuốt ve nó thôi, chứ mình cũng ít đi ra đường lắm. Cho nên là có thêm Lucy nó ngồi nó dốc cho mình cũng vui. Rồi ok anh em ơi. Ôi đâu mất tiêu rồi. Đây. Ok anh em ơi. Hôm nay giới thiệu với anh em Lucy, thành viên mới của Nam Ngô Farm, rất là dễ thương. Lòng cũng rất là mượt luôn các bạn. Ok, bye bye mọi người đi Lucy. Rồi, chúc mọi người sức khỏe nha. Bye bye.